Em Thắng xin chào tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em Thắng bận công việc, mất mấy hôm nay em lại lên với các bác. Hôm nay em vừa về được một con đầu CD VGDS7. Con đầu này thương hiệu của Tech ạ. Con này là Tech 7. Em về với cái tình trạng đẹp xuất sắc, bị trong quá trình vận chuyển thì em bị xước mất một tí ạ. Đây ạ. Con đầu này em báo luôn với các bác nhà chiều ngang của em nó là 43,5, chiều sâu là 33,5, chiều cao là 13,5. Con đầu này em về với tình trạng cực kỳ là đẹp, trong quá trình vận chuyển nó hơi trước mất một tí. Sau đây em đi để sau để cho các bác quan sát. Con về em về với tình trạng cực kỳ là đẹp, quá trình vận chuyển nó hơi trước mất một tí thì là bác nào mà mua thì em sẽ bán, em sẽ bớt tiền đi. Con đầu này giải mã 24 bit, có giải mã đồng, có đường đồng trục ra đấy ạ. Con này chạy điện 100V AC, trở kháng từ 50Hz đến 60Hz, có số series 100378 và ra được công suất 18W. Con này mắt đọc cực kỳ tốt, cực kỳ gấu. Đây, sau đây em mở đĩa ra xong em test đĩa để cho các bác nhìn. Mắt đọc cực kỳ là tốt luôn. Mọi mua sắm thiết bị nghe nhạc và karaoke thì em có địa chỉ ở phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngọc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em ghi trên tấm biển đây. Số điện thoại của em Thắng là 0904393488. Em giao hàng toàn quốc. Sau đây em kết thúc video ở đây, thì các bác mà xem được video của em thì em cho em xin một nút đăng ký và một nút chia sẻ để em hàng ngày em có động lực em lên với các bác, để các bác lại ủng hộ em. Em xin chào các bác ạ. À, em báo giá luôn, con đầu này có giá nhà 9.3 triệu. Bác nào mà thiện chí thì gọi điện cho em, cho số điện của em trên tấm biển này. Em xin chào các bác.